Lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô mò trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Xin chào tất cả bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô mò như vậy. Thank you.
đánh được người này rồi. Như vậy video của mình đây là kết thúc nha bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn.
Bây giờ mình lấy tô màu